Rồi, như vậy là vò đầu tiên đến từ cái vụ chim sẻ đang được đưa về với ba đấu được cầm pơ đánh theo kiểu anh thì vò hiệu trước. Xin. Xin rồi đấy, nhưng mà không xin nổi, nhưng mà không xin nổi. Làm xe nghe xì thế này cũng chết tôi không như này. Rồi ôi. Ba này chỉ có pơ kích 8 chém hai nhà thì may ra có cửa anh em ạ. Một bầy hươu, một con voi đến chim sẻ bắt đầu thiết kế tại một cánh rừng dừa. Ở trong trận đấu này đang cố gắng lùa hiệu về, hiệu đầu có 4 con. Một bạn xem AC, một bạn rất đẹp ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Rồi giải quyết bầy hiệu này thôi, để bầy hiệu đầu được chim sẻ đang đưa về. Chỉ mãi không chỉ được con hiệu. Rồi vòi hiệu đưa về với bài đấu này thì cái vụ chim sẻ quả đầu cũng đã được thấy rồi. Bạn thấy ba con dân của Pơ ăn voi rất nhanh, nó đã hết thịt voi rồi. Gắt dân ra để có thể khai thác gỗ và đi dò đồ ăn đầu tiên đấy, cái vụ chim sẻ gặp sư tử né luôn. Là hàn hiệu sẽ được đưa về giới chính của em. Đây là hàn hiệu cuối cùng cho bầy hiệu đầu rồi, có thêm quả phụ nữa đấy từ chim sẻ và cầm pơ của mình. Đây là một máy của Nam Sông Kiêu với bài đấu được cầm con Minwan, bài binh hiệu đầu đôi voi quả phụ đến từ Nam Sông Kiêu. Và liệu rằng Nam có bài đấu đánh cung Nga được hay không này, hay là vẫn sẽ đánh hai chém. Nhưng mà bài của Nam Sông Kiêu đang không có rừng để đánh cung Nga anh em ạ. Voi đầu tiên là Nam Sông Kiêu đưa về ở trận đấu này rồi. Bài đấu được cầm Minwan. Bài của Nam cũng gọi là xem về đồ ăn thôi. Đây sẽ chuyển qua mặt máy cái thủ chim sẻ với bài đấu này. Đây là máy của sẻ. Đây rồi thiết kế đây khai thác quả đầu có 7 cây cho em ở gần với sắp bản đồ lên 10 giờ. Có bầy hiêu lùa về gần với chiếc bên đầu nữa. Nói chung đây là bài đấu mắc binh về đồ ăn đấy thủ chim sẻ với hai hiêu hai quả và một voi. Bây giờ cố đi tìm thêm còn có voi lẻ nào nữa thì chúng ta ăn nốt là đẹp với bài đấu này. Và đến với trận đấu này chúng tôi vẫn xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà trợ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cửa Việt Nam, là đơn vị chuyên cung cấp thi công các hệ cửa cho các công trình xây dựng với nhiều chủng loại khác nhau như cửa nhôm cao cấp, cửa cuốn, vách kính hệ mặt dựng, cửa thủy lực, vân vân. Anh em nào đang xây dựng hoặc thiết kế công trình có nhu cầu vui lòng liên hệ Công ty Cửa Việt Nam nhằm cung cấp hàng đầu hạng mục cửa nhôm cao cấp và cửa cuốn tự động. Em có thể liên hệ qua hotline 0988 888 136 và các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment với website và fanpage đến từ nhà trợ Vendor. Đơn vị đã mang đến kèo đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, đây là một bãi quả phụ có 6 cây đến từ thủ chim sẻ. Em đang cố gắng đi tìm còn sót con voi nào nữa để có thể đưa về hay không. Bài cầm pơ 22/24. Bài này chắc là sẽ đánh 23 dân. Để cho anh thủ chim sẻ sẽ đánh 25 dân thì chúng ta cùng chờ 23 dân rồi. 23 dân dừng dân kích đời luôn. Như vậy là 6 phút 56 với 23 dân pơ. Nếu như bài xe đánh 25 dân thì chắc chắn chúng ta sẽ đi đời sớm hơn rồi. 65x đến từ chim sẻ với 23 dân. Ôi, bi rank có 22 dân thôi, nó còn lên đời sớm không rẻ trận này anh em ạ. Thằng bi nó auto kích 82%, tí 17% bài là bạn mong mình. Và sẽ đánh 23 dân nghĩ là sớm lắm nhưng bi còn đánh có 22 dân thôi. Cầu thủ người Đức quá. Đây sẽ là nhà BB đến thủ chim sẻ để có thể cơ cấu bò bãi vàng. Buổi chiều hôm nay quân bài chúng ta đang thực sự hơi lục. À, bài bi đánh 23 dân trừ 1 anh em, bi chết 1 dân trận đấu này. Chắc lên đời sớm vẫn sẽ một tí. Đến giờ bi 23 dân trừ 1, bài chết 1 dân đến bi người cầm xe. Nam chắc vẫn đánh chém nốt đấy. Sẻ chuẩn bị lên đời rồi. Nam 26 dân. Đôi voi bầy hiêu mỏ quả. Em đang muốn lùa nốt con hiêu đầu về chính mình thêm một chiếc nhà bé nữa ở đây. Bài này ông này đã xoay xoay đánh cung à. Đang lùa hiêu về cho Nam Sông Kiêu rồi. BB được thiết kế à. Trong BB đây thì nghe hơi tù, 2S này cho em rồi. Thôi chắc Nam đánh cung rồi đấy. Tôi sẽ máy xẻ thôi, đã kích đời rồi. Bài đấu kích 9 với phụ chim sẻ. Xin dò vào lên công giáp thôi. Cơ cấu dân khai thác vàng. Hy vọng là sẻ sẽ đối đầu BB. Người đánh cung bây giờ, người đánh chém với phía bạn lên sớm. Còn Nam đánh cung gặp cung ở cái bên kia. Dò đẩy đi, và đây sẽ là game thủ nào đây? Chưa gặp ai. Rồi kín bãi vàng đây thủ chim sẻ rồi. Đúng rồi, vừa gặp BB. Đây rồi. À, bạn này chắc câu voi chết dân đúng không bạn? Làm tặng một dân không có nhiều. Ok, hai dân. Hợp lý. L2. Khô máu luôn. Chết luôn 5 dân đến BB nếu như không có gì hỗ trợ. Sẽ chết 5 dân đến BB. Đánh 23 dân trừ 1 mà trừ đi 5 dân. À, còn tầm độ 18 dân đến BB đấy.
còn tầm 18 dần baby. Xiên. Rồi. Con dân thứ 6 BB nằm xuống, con dân thứ 7 BB nằm xuống trong trận đấu này. Trên 7 dân rồi. Ôi trên 8 dân rồi. 8 dân BB. Rồi 9 dân rồi. Ôi. Chắc là nó còn có mười mấy dân thôi đấy. Nó còn mười mấy dân thôi đấy, còn mỗi bãi vàng bãi gỗ đấy. Nó còn mười mấy dân thôi đấy. À, ai chẳng biết là 17 dân nhưng mà đội bạn đánh 23 dân trừ 1 xong lên đời cộng thêm 1 dân nữa anh em. Thì đọc là 18 dân là đúng rồi. 23 trừ 5 là 18 rồi kìa. Vâng, đội bạn đánh 23 dân trừ 1 thì là 22 thì lên đời đội bạn phải cộng thêm 1 dân chứ. Thì đọc là 23 trừ 5 thì 18 là đúng rồi. Anh em cứ bắt bẻ tôi là 17. Bì chết hết rồi đấy nhà, bài gỗ bay luôn này. Còn mỗi bãi vàng và nhà BP thì lại tạt thôi. Và cửa thắng còn nguyên trong trận đấu này và sẽ bắt đầu tạt ra cái bên kia ở nhà mà thủ được một bên. Úi dồi, vừa lên đời mày chết, chém cả hai nhà luôn, một lễ hội luôn. Cho là đà đứng kê nhà đến từ cái thủ chim sẻ và tí đang chết khoảng 5 dân ở trong tình huống này. Nếu như Nam Sông Kiều không bị BB chém yếu ở thời điểm này thì đây là một trận đấu còn nguyên cửa thì bộ đôi chim sẻ thắng và Nam Sông Kiều. Hôm nay 30 đến chim sẻ đang cắm cờ lạc đà đi tìm những cơ sở bên phía nhà cái thủ Mai Công Tý và đang kéo lạc đà về thủ nhà Nam Sông Kiều thì phải. Hôm nay là 33-32 đến từ chim sẻ và đang rình mò một tơn để bơm đồ làm 200 thịt, 100 gỗ, 100 vàng. Và em khỏe đi em. Vài pơ của sẻ kích 9 và đang chém tưng bừng đội bạn về nhà của game thủ Michael Tý. Tiếp tục nhồi đồ cho Nam Sông Kiều với 29 gỗ còn lại. Đang cho lạc đà đứng kê nhà của mình và khu vực quả đầu của sẻ bị chơi vào. Bi chỉ còn mấy dân thôi. Bi còn mấy dân thôi. 32 đó là tham lai của chim sẻ nhưng đây mới hốc khá là kín đến từ game thủ Michael Tý và sẻ vẫn đang giữ được dân ở bãi quả đầu của mình. Em đang có ruộng trong trận đấu này và đang rình mò một tơn chém để lọt được nhà game thủ Michael Tý. Tý đã biết điều này. Đang ôm sẵn dân ra đây để có một tình huống mà muốn sửa e rồi. Có cung R và có phù BB. Hai con phù luôn. Bi giờ chỉ chơi phù anh em ạ. Bi không có gì khác ngoài phù. Và đang phù giò của chim sẻ. Từ từ. Ok. Rồi một con phù nằm xuống. Con phù còn lại cứ từ từ đã. 2L đang bắt đều thêm ruộng thôi. Ruộng tròn rồi. Làm 7 ruộng chín ở đây đến chim sẻ. Cách đạch. Sư tử gắn chết ngựa giò và đang về nhà để thủ nhà Nam Sâu Kiều. Nam tham lai 30 ở trong trận đấu này và đã bắt đầu bị bắn vào bởi cung R AC bên phía đối phương. Và em đã có cung hà hài áo. Bây giờ em phải cần đứng cao con lên để kê nhà và ông đóng VA ở cái vị trí đúng là sợ con sen đội bạn đóng VA chống chém này. Đóng VA giật dốc thôi. Thôi em ơi, đã đến tầm này rồi thì đừng ăn gỗ ở đấy nữa. Mày ăn hết ở mặt giữa nhà đi. Đây, cánh rừng này ăn hết đây đi. Tham lai 33 đến Nam Sông Kiều, như vậy là Nam Sông Kiều vẫn còn tham ở trận đấu này và đang giữ được khoanh ruộng của mình và bây giờ sẽ nở tham ra. Đợi một khoảng thời gian mà Nam tụ được những con cung nào mình thì em có thể đẩy. Bây giờ thì vẽ ruộng đi. Chỉ ăn với vẽ ruộng thôi. Và Bi nó không có nhiều lạc đà nữa rồi, nó chơi toàn phù rồi. Bi giờ đánh toàn phù đến mấy phi phù này và mấy con phù Covid này. Dăm ba mấy con phù Covid này, cái loại F0 này cấm há mồm ra được. Và bịt mồm lại. Tham lai đường số là 36 thì game thủ chim sẻ và đang có con lạc đà của BB vào quản với một lạc đà BB thôi. Và lạc đà chim sẻ đang có thì các bạn có thể nhìn thấy nó là cực kỳ đông và đây là hai con lạc đà BB. Chém chết một con, còn con nữa chém nốt và cung A của game thủ Nam Sông Kiều bắt đầu đây. Và đây là một trận đấu mà chuẩn bị gọi là cân đôi đấy. À cân ba, còn bơm đồ đồng đội nữa. Đảo và cung A Nam bắt đầu đẩy rồi. Năm ba với con phù Covid này làm sao phù được đấy BB. Người ta bắt đầu dí vào nhà của game thủ Michael Tý cho Nam Sông Kiều. Tôi sẽ xem máy Nam Sông Kiều để nhìn toàn cảnh hơn trong tình huống đẩy quân này. Tham lai là 45 rồi Nam với những con cung A của Minwan. Con đánh cung A không lên chặt gỗ rồi. Em nâng của anh chặt gỗ các em ơi. Chứ em đánh cung A em không lên chặt gỗ này. Anh không hiểu là em đánh cung A kiểu gì được. Anh cắt lời em. Em đánh thế này thì em đánh ngu. À nhầm, em đánh không bằng anh. Em lên cái thật gỗ đi em. Mày cứ để cung A lẫy mồm làm gì bảo sao. Ôi giời ơi. Hội chứng Covid anh em ạ. Quên cả thật gỗ rồi. Yêu thương quần. Tham lai 53 đến từ game thủ Nam Sông Kiều. Anh không hiểu là em định làm cái trò gì ở đây nữa. Vâng, cứ 7 cộng 2 đi đánh nhau thôi. Vâng, sẽ đã phải kéo lạc đà về để đỡ nhà Nam Sông Kiều. Nhưng mà Nam đẩy bay nhà của game thủ đó chính là Michael Tý rồi. Ở nhà đang bị đẩy vào và đang bị ốp A một tơn. Tham lai 54 để cho Nam. Vâng, nó cứ nhất định là nó không lên chặt gỗ đấy.
Vâng, bảo em không, em hội chứng Covid, em chỉ đánh cung Nga 7 cộng 2 thôi. Đang đánh răng thì đã bảo là phù của thằng Bi nó bị Covid thì nó không mở được mồm ra, đằng này cung Nga cũng Covid nốt. Thế bị ảo như này, tham lai 52 đến từ game thủ Nam Sông Kiều. Và đây là máy game thủ chim sẻ, tham lai là 22, bây giờ sẻ bắt đầu mất tham đấy. Bi nó nhiều phù nó đẩy vào rồi. Và 18 đến từ game thủ chim sẻ đang vẩy để bắt cung R của người cầm máu 2 ở trận đấu này. Nhưng phù của BB vẫn đang là rất đông, Bi đã xoay ra đánh toàn phù rồi. Bi đang đánh toàn phù rồi. Đã 17 chim sẻ thôi, bây giờ chỉ còn lạc đà thôi. Nhưng mà mới có lạc đà này để bảo kê tân cung A của game thủ Nam Sông Kiều. Bởi vì hở ra cái là nó phù mất ngay. Giờ Nam phải bắn được phù cơ. Tham lai chúng ta bắt đầu bị đè ngược lại kìa. Long Hoàng nó thua ngược trận này đấy. 17 đến game thủ chim sẻ rồi, Bi nó có rất nhiều phù. Vâng, chuẩn bị mất là may quá không có con lạc đà nào. Đây là Nam Sông Kiều. Nam Sông Kiều tham lai 59. Rồi giờ này nó lên chặt gỗ, vẫn chưa lên sao, chưa lên chặt gỗ anh em ạ, chưa lên chặt gỗ. Vẫn 7 cộng 2, cung A Minoan 7 cộng 2 bao giờ không? Đánh cung A Minoan người ta đánh 7 cộng 4 chứ chả đánh 7 cộng 2 này cả. Đốt hết cho bè đội bạn rồi, bắn dân đối phương rồi. Tụ cung A rồi, cung A chưa có giáp nữa. Dân nó chạy kìa. 63 đến game thủ Nam Sông Kiều. Trận này mà thua thì người ta chửi cho nát gáo. Ôi, lên được cái 7 cộng 3 rồi, xin em đấy. Như vậy là đã lên được 7 cộng 3 đến game thủ Nam Sông Kiều. Bây giờ thì cung R của AC đang có mất cung A của Nam. Tham lai là 62 trên 72 ở trong trận đấu này cho game thủ Nam Sông Kiều. Tân cung A đi công đang bị game thủ Mai Công Tý quay lại. Và bây giờ phủ của Bi đang đẩy đến nhà của Nam rồi. Rồi, có cả lạc đà dí vào luôn. Và Nam phải giữ lại khoanh ruộng mình, giữ lại dân ăn vàng. Khoanh ruộng mà đang giữ được đến game thủ Nam Sông Kiều, lạc đà Bi đang đẩy vào đây. Thêm với đó những con phù thủy nữa. Rất nhiều phù với BB. Lên cái 7 cộng 4 nhá Nam. Sẻ vừa bị phù mất một vài lạc đà. Đây bắn mất phù đây đi. Lên giáp 2 đến từ Nam Sông Kiều. Nãy giờ Bi hồi lại mạnh lắm rồi. Ôi bắt ngay 2 dân. Nãy giờ Bi hồi lại mạnh lắm rồi đấy anh em ạ. Cho dân khai thác vàng đi. Và bắt cung A phía đối bạn đến từ game thủ Nam Sông Kiều đây. Dân màu 2 là một má này. Ôi mặt nhà BB có phù bảo kê. Tham lai ở số là 55 đến từ game thủ Nam Sông Kiều ở trận đấu này. Bây giờ mới lên được cái chặt gỗ 2 anh em ạ. Lên 7 cộng 4 rồi. Chưa chuẩn bị lên 7 cộng 4 mới lên được giáp 2 thôi. Tân cung A đi công đã bị bắt. Nhà của Nam cũng đang khá là rộng và đang hơi khó để kê kín nhà trong trận đấu này. Em là phải đứng 2 tơ cung A 2 đầu. Tham lai là 55. Đây là máy chim sẻ em đã mất tham giờ thải sẻ tham lai là 14 thôi. Đang cố gắng quản những con cung R của game thủ Mai Cổ Tí. Vậy bắt tưng cung R 1, bắt tưng nông dân 1. Nông dân này bắt nốt này. Lạc đà bây giờ đông hơn rồi và sẻ đang bị quay lạc đà tuần này. Tham lai là 14 thì chim sẻ đang ra lại ruộng để có thể sắp đều lạc đà và đã thấy phủ của BB ở đây rồi. Ôi bạn ơi. Ôi và mất ngay lạc đà luôn. Bị vầy e tuần này. Gọt nhà tí một tơn. Với hai lạc đà thôi cố gắng ngoáy. Đây ruộng chính của bạn đang hồi nhà một mả này. Có phủ đứng trong nhà luôn. Tham lai của sẻ giờ chỉ còn là 13. Không có nhiều tình huống thi đấu nên chim sẻ đang nữa. Và đây rất nhiều dần tí. Chém đi. Và vậy em không thành công. Tiếp tục vậy em chim sẻ để ăn dần đối phương. Nhưng phù của Bi ở ngay phía sau. Và sẻ vừa bị bắt hết lạc đà trong tình huống vừa rồi. Em còn 3 lạc đà ở nhà nữa. Tham lai của Nam đang to nhất map. Và đây là một trận đấu của Nam phải cân bản đồ. Rồi lên xong cái công nghệ giáp 4 với 7 cộng 3 rồi. Giờ cố tích lên cái 7 cộng 4 nữa thôi. Lên 4 thì sẽ là 7 cộng 5. Tham lai 70 đến game thủ Nam Sông Kiều. Cái tiền đề mà chim sẻ đang mang lại cho Nam là rất lớn ở trong trận đấu này. Và tôi cần Nam phải thể hiện và tận dụng được cái tiền đề đó để đem về chiến thắng cho chúng ta. Nhưng mà cung A mà đi như thế này là nó khóa hết. Ở nhà đã bị bạn lao vào với những con lạc đà rồi. Bây giờ phải tụ 2 tơn lại với nhau. Phải tụ 2 tơn to này lại với nhau. Đến từ Nam Sông Kiều. 6 giờ vẫn đang bị chém em nhá. 6 giờ vẫn đang bị chém nên Nam Sông Kiều. Rồi bắn thôi. Vì 6 giờ. Vâng, chết mất 1 dân, 2 dân ở tơn này. Chúng ta bắt được một vài lạc đà đội bạn. Tiền đề mà sẽ mang lại là rất nhiều. Nhưng Nam phải tận dụng được cái lợi thế và cái tiền đề đó để chuyển thể, cụ thể hóa nó bằng một trận thắng. Và các bạn có thể thua trận nào tôi không quan tâm. Nhưng mà nếu thua cái trận chung kết này ấy, thì nó đau lắm. Tham lai là 78 đấy từ game thủ Nam Sông Kiều. Em bắt đầu đẩy cung A rồi. Đội bạn có xe ở trong trận đấu này.
Và Sẻ đã chém rất tốt ở thềm đầu. Và bây giờ thì Nam Song Kyu đang đẩy quần và đã bắt đầu đẩy đến thẳng nhà chính của game thủ Michael Tý. Pha vẩy E dành cho game thủ Nam Song Kyu để ăn dần đối phương. Bắt được cả cung đội bạn, đội bạn đang đẩy vào nhà Nam Song Kyu một tơ, nhưng tơ này đỡ thoải mái, cung A ở nhà đang nở ra. Nhưng còn cung A không còn là 7 cộng 2 đến Nam Song Kyu nữa rồi. Nó là 7 cộng 3 anh em ạ, nó là 7 cộng 3. Nó không còn là 7 cộng 2 nữa thì bơi hết vào đây. Vâng, xin tuổi đội bạn luôn đấy, được chưa? Sẻ đang cười rất tươi, bởi vì đơn giản là không có gì thi đấu nữa rồi, ngồi nhìn rồi. Sẻ cười rất tươi, ngồi nhìn rồi, chỉ được ngồi đợi Nam đánh thôi. Ông Nam không đẩy được trận này nữa thì ôi bạn ơi luôn, chắc là trừ lương cho thì tè lè rồi mất. Tham lai là 81 đến từ game thủ Nam Sâu Kiêu, bắn bay nhà game thủ Michael Tý. Và bây giờ tôi sẽ di chuyển về phía nhà của game thủ BB, người cầm Seng trong trận đấu này. Một bài Seng B đánh 23 dân trừ 1, nó chết một dân đấy BB. Và bị chim sẻ đang chém cho tưng bừng ở thềm đầu. Thậm chí sẽ chém thẳng cả nhà của người cầm màu 2. Và tỷ số đã định là 3-2 trong trận đấu thứ hai dành cho chim sẻ đang và Nam Sâu Kiêu. Vâng, như con phù của Mi bị Covid thì bị khóa mom. Trong khi đó thì cung A của Nam Sông Kiêu cũng nhiễm hội chứng Covid. Nó cũng ngủ luôn và không lên chặt gỗ. Hôm nay cung A không lên chặt gỗ, tôi cạn lời anh em, cũng hiểu sao thắng được trận này. Và tỷ số là 1 đều về C, 5 đều về trận trong buổi chiều hôm nay. Kèo đấu đang quá cân và ta cũng chờ đợi đến với C đấu thứ 3 ngay sau đây. 1 đều về C, 5 đều về trận anh em ơi.